Ok. Hello. Vùng giá để anh em phải lưu tâm, thì lên tới vùng này may ra mới có điều chỉnh, nó gọi là ra hồn anh em nhé. Nếu mà thằng SEC, thằng Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ ấy, nó mà thông qua cái quỹ Ethereum Spot ETF. Bye bye anh em.